À, vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với anh Trang Tín Đồ Kiến Xưa. Ngày nay giới thiệu bác đó là cây Amo Jet của Pháp Sơn thập kỷ 1950-1960. Bọc vàng nhé, cái dòng này em về rất nhiều, mỗi lần em về khoảng mấy chục cây, mỗi cây một dạng khác nhau, trên nhau từ vài trăm vài triệu là chuyện hết sức bình thường như cây đường hộp sữa đấy ạ. Cái dòng Amo Jet mà con này size 35, tuy nhiên size 3, tương đương size 140, size to bản to, cầu to. Cái này bọc vàng, hàng chuẩn Âu Pháp Sơn thập kỷ 1950, bọc vàng sáng gương. Rất mới, rất đẹp luôn. Và rất là rõ ràng đấy, bác nhìn thấy cái thông tin chi tiết về kính nó phải rõ ràng chuẩn chỉ, đường nét nó phải sắc nét rõ ràng, đảm bảo quyền lợi pháp nhân pháp lý tất cả các bác. Cầu giữa là nó có cái chữ Amo và số 522 và hai cái chuyện vuông, càng trái là số 135, càng phải là Amo 135 frame răng C, rất là rõ ràng lắm. Bên em tức là thông tin về kính, địa chỉ, số điện thoại là luôn luôn công khai minh bạch rõ ràng. Đấy, cầu giữa nhá, em vừa nói đây, chuôi ven nguyên zin rất là sáng sủa đúng không ạ? Amo hai chuyện vuông hai bên. Bây giờ đến cái càng trái là 135 này. Đấy, rất là mới nhá. Bọc vàng sáng gương đấy, hàng thật là thế đấy. Tiếp theo là càng phải này, 135 Amo frame răng C này. Đấy, thấy không? Rất mới không? Bọc vàng mới đẹp như thế. Những cây này trước đây em bán toàn 14 triệu đúng không? 14, 14 rưỡi, 15. Ngày nay em bán với giá cực kỳ hợp tình hợp lý, đó là giá là 13 triệu 800, hay gọi là 13.800k. Giá là 13 triệu 8, chuẩn giá nha, không phích nhá. Giá là 13 triệu 8 hoặc là 13.800k. Sản phẩm bán ra đều được bao check bao test toàn cầu trên toàn cầu, bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Bác lưu ý nhá, ngày nay rất nhiều tượng giả danh tranh cổ cổ xưa bán giống hệt kính này, bán với kính giá rất rẻ, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, địa chỉ là cổng siêu thị Bao Ăn này, ngõ 26 Cổ Linh này, bán kính tàu Trung Quốc với cái giá 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu các bác. Đừng mơ, đừng có nằm mơ nghe là đừng nghe cái giá tưởng rẻ, không có đâu. Rồi là cổng khu tập thể, đường Nguyễn Trường Tộ, quán xôi xè, quán trà đá này. Đứt cước hết, mua bán mà không địa chỉ, không rõ ràng, không minh bạch về địa chỉ, không minh bạch về số điện thoại. Số điện thoại thì 11 số, mặc dù sim số rất đẹp. Số tăng nguyên tứ quý là đuôi 32, 36, 38, 39, tứ quý 5. Vứt đi hết, bởi vì sao? Thứ nhất là quy trình mua bán không rõ ràng, không công khai địa chỉ, không minh bạch về kính, về đồ cổ đồ xưa đúng không? Phải minh bạch thông tin, thông số kỹ thuật, quy trình mua bán nào, thời gian bán hàng nó phải rõ ràng chứ. Bên em nhé, bác nào chuyển khoản và ship, bác nào ship code thì thu lầm là cọc 200k đúng không ạ? Thời gian gửi hàng từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 4 ngày tùy theo thiên tai gì phải qua lũ nhá. Thời gian mở cửa hàng từ 7 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần, không nghỉ nào kể lễ Tết, với điều kiện điện thoại trước, tránh tình trạng xuất quán em đi thẩm định để giá đồ cổ xưa. Điện thoại trước em sẽ nên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, đống Đa, Hà Nội, lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn tất cả về đồ cổ đồ xưa. Đó là cái giá trị lớn nhất khi mua xuất đồ cổ xưa lâu năm, có thương uy tín hơn 20 năm, là số điện thoại hơn 20 năm rồi, lúc nào cũng đảm bảo pháp nhân pháp lý cho tất cả các bác đấy. Nó phải rõ ràng, nó phải minh bạch như thế đúng không ạ? Rất là cảm ơn bác xem video. Bác nào mà chưa kênh của em, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên video hệ thống Bluetooth sẽ gửi nhắn tút 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 đến điện thoại luôn là ngay cho nóng, để lâu nó nguội lạnh mất. Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Amo chữ H này, ở Pháp xưa hàng của đau nhất nhá, giá rất êm ái đấy. Vâng.